Và xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp Touring Mazda Rattra 903T các bác nhé. Chiếc xe này thì được sử dụng khung nhôm, lốp sơn màu đen kẻ chỉ đỏ rất đẹp, cực kỳ thể thao và nó có giá bán chỉ có là 6.800.000 thôi. Đấy, mức giá rất là rẻ để cho các bác có thể thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Đấy, thì mua chiếc này thì cực kỳ là hợp lý rồi, nhẹ nhàng trong phố. Xe này thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano full hết các bác nhé. 8 lít và 3 đĩa này, đặt đĩa Shimano Tourlay. Lốp sơn này còn rất là bóng bẩy nhé. Đấy, em vừa bóc thùng luôn, vẫn còn xốp này. Đấy, các bác nhìn có thể giá trên hình luôn. Đây, chủ cũ đi rất là giữ gìn, rất là sạch sẽ luôn các bác nhé. Đấy, tay bấm xả Shimano 8 Speed, 3 trong 1 cả tay phanh cả bấm xả. Đấy, phanh V. Đánh 700C Mayo Shimano các bác nhé. Rất là ngon. 6.800.000 mua con này về thì để đạp thể dục thì cực kỳ là bền rồi. Thương hiệu Mazda, một cái thương hiệu nội địa Đài Loan. Nội địa của Đài Loan và trên bản đồ xe đạp thể thao trên toàn thế giới các bác nhé. Thì cái thương hiệu này cũng đã được phổ biến rất là rộng rãi và nước ngoài người ta sử dụng rất là nhiều. Và cái thương hiệu này nó cũng có những cái chiếc xe mà đang đứng top, những chiếc xe đạp tốt nhất thế giới hiện nay các bác nhé. Thương hiệu Mazda này cực kỳ nổi tiếng rồi. Đấy, vành bánh full hết Shimano. Shimano thì từ trước nay không làm bi vòng các bác nhé. Các bác chơi xe thì cũng đã biết rồi, chỉ làm bi côn thôi, nhưng mà cái chất lượng bi côn của Shimano là một cái gì đó rất là tốt. Bánh này còn đang nó còn bon hơn bi vòng cơ, rất là bền. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 52 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Đó, chuyển động cực kỳ mượt các bác nhé. Còn mượt, hầu như là không có lỗi lầm gì. Đó, và xe đang có giá bán bên em là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn ở bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.